Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra sự cố sạt lở kè Phú Mỹ trên tuyến đê sông Hồng. Một số diện tích chuối, rau màu ở huyện Kim Động chết do ngập úng. Vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh vào tỉnh Hưng Yên. Chiều nay tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao các quyết định số 1256 chuyển công tác đối với đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2024-2029 từ cơ quan Huyện ủy Văn Lâm đến công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Quyết định số 1258 phân công điều động đồng chí Phạm Thái Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kim Động chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy giữ chức Bí thư Huyện ủy Văn Lâm khóa 25. Quyết định số 1246 điều động luân chuyển đồng chí Nguyễn Cả Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định số 1248 điều động luân chuyển đồng chí Doãn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phù Cừ khóa 26. Tất cả các quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng các đồng chí đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách quan trọng này, đồng thời nhấn mạnh đợt phân công bố trí cán bộ lần này là một bước chuẩn bị cho nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Qua theo dõi giám sát, cả 4 đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt, đã được rèn luyện thông qua thực tiễn công tác tại các địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trên cương vị mới, các đồng chí phát huy kinh nghiệm công tác, tinh thần cầu thị học hỏi, quan tâm sâu sát cơ sở, tăng cường củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ lãnh đạo, tập thể cấp ủy, không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh trí tuệ, năng lực công tác, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với địa phương đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Sau khi phải nhận nhiệm vụ, thì cũng khẩn đề nghị các đồng chí, sau khi phải nhận nhiệm vụ, thì cũng khẩn trương rà soát chương trình kế hoạch của năm 2024, những nhiệm vụ gì còn đang thực hiện dở dang, những nhiệm vụ gì chưa hoàn thành, thì đề nghị các đồng chí lên chương trình kế hoạch rất cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ về xây dựng đảng, về phát triển kinh tế xã hội cả ba địa phương Văn Lâm, thành phố Hưng Yên, Phù Cừ cũng là những nơi hiện nay đầu tư công cũng rất là lớn và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thì cũng chưa thực sự là cao. Khối lượng vốn còn lại cần phải triển khai trong cái những tháng còn lại của năm thì cũng rất là nhiều. Các đồng chí Bí thư khẩn trương chỉ đạo Hội đồng nhân dân tổ chức kỳ họp kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và thành phố, chúng ta khẩn trương bắt tay và ngay vào lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của năm 2024. Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình điểm dân vận khéo 1+10, đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Mô hình điểm dân vận khéo 1+10, một đảng viên phụ trách 10 hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố được triển khai thực hiện tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi từ tháng 4 năm 2024. Đối với thị trấn Như Quỳnh, 566 đảng viên ở 6 chi bộ được giao phụ trách 4.785 hộ gia đình. Xã Nguyễn Trãi có 195 đảng viên ở 5 chi bộ được giao phụ trách 1.406 hộ gia đình. Sau gần 4 tháng ra mắt, mô hình đã bước đầu làm chuyển biến về nhận thức của các cấp các ngành, của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đa số cán bộ đảng viên đã nâng cao năng lực, kỹ năng vận động quần chúng, tích cực vận động các hộ gia đình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng, gìn giữ và bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương,
trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các địa phương cần bám sát hướng dẫn của Ban Dân vận tỉnh ủy, tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, giáo dục đảng viên, lồng ghép nội dung kết quả thực hiện mô hình vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đồng thời thường xuyên có sự theo dõi, giúp đỡ đảng viên được phân công phụ trách, quan tâm chỉ đạo để nhân rộng mô hình, qua đó tạo sự đoàn kết đồng thuận của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đây sẽ là cơ sở để nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra sự cố sạt lở kè Phú Mỹ trên tuyến đê sông Hồng thuộc địa bàn thôn Đức Ninh, xã Đức Hợp, huyện Kim Động. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và các đợt vận hành xả lũ của hồ thủy điện Sơn La Hòa Bình, sự cố sạt lở hạ lưu tuyến kè Phú Mỹ tiếp tục có diễn biến sụt lún và sạt lở. Đặc biệt khu vực hạ lưu tuyến kè có chiều dài khoảng 300m. Những năm trước đã xuất hiện sạt lở, hiện nay tiếp tục bị sạt lở đứng thành lấn sâu vào bãi sông. Vị trí lấn sâu nhất vào bãi sông khoảng 36m, gây sụt lún mái kè Phú Mỹ. Sự cố sụt lún mái kè và sạt lở hạ lưu tuyến kè nêu trên, nếu không được xử lý, có khả năng tiếp tục có diễn biến sạt lở mở rộng thêm, ảnh hưởng lớn đến an toàn công trình đê điều, đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân thôn Đức Ninh. Kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế nhằm đánh giá nguyên nhân gây ra sự cố và đưa ra phương án xử lý khắc phục sự cố một cách kịp thời và hiệu quả. Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau: theo dõi chặt chẽ, báo cáo kịp thời diễn biến sự cố, triển khai phương án bảo vệ kè theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra, thông báo trên các phương tiện truyền thông về tình trạng sự cố, cắm biển cảnh báo sự cố theo quy định để các phương tiện giao thông đường thủy biết để tránh và không đi vào vùng nguy hiểm, cấm người và gia súc qua lại vị trí sự cố nhằm đảm bảo an toàn đến khi sự cố sạt lở được khắc phục. Những cơn mưa kéo dài từ sau cơn bão số 2 trong gần một tháng qua, cùng với việc hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ, mực nước tại sông Hồng tăng cao khiến cho một số diện tích trồng chuối, rau màu ngoài vùng bãi của huyện Kim Động bị ngập nặng và chết cây. Khu vực bãi Non, thôn Vân Nghệ, xã Mai Động có diện tích canh tác trên 30 ha, chủ yếu trồng chuối và húng quế và một số cây dược liệu, rau màu ngắn ngày. Hiện khu vực này đã ngập khoảng 2 tuần nay, bị cô lập hoàn toàn với khu dân cư. Người dân phải dùng thuyền để có thể di chuyển đến bãi để thu hoạch với những buồng chuối non để giảm bớt thiệt hại. Do nước vẫn chưa rút nên người dân chưa thể trồng mới hay dọn dẹp đất chăm sóc phục hồi cây. Theo rà soát, sau cơn bão số 2 vào tháng 7 vừa qua, huyện Kim Động đã bị ảnh hưởng ngập úng khoảng 60 ha diện tích sản xuất nông nghiệp. Hầu hết cây trồng đều phục hồi sau khi nước rút, song một số ít diện tích vùng bãi qua các xã Ngọc Thanh, Hùng An, Đức Hợp, Mai Động, Phú Thịnh, Thọ Vinh ngập sâu khiến cây yếu khó phục hồi, giảm năng suất hoặc chết sau khi nước rút. Hiện mực nước sông Hồng dâng cao lại càng khiến cho cây trồng bị ảnh hưởng, gãy đổ, thối rễ khó phục hồi, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Hiện đang trong thời điểm mùa mưa bão, nhưng tình trạng xe cơ giới trọng tải lớn hoạt động trên tuyến đường DT378, đường đê tả sông Luộc, đoạn qua địa bàn huyện Tiên Lữ vẫn diễn ra phổ biến. Qua ghi nhận buổi sáng ngày 12 tháng 8, trên tuyến đê tả sông Luộc qua địa bàn các xã Thủ Sĩ, Thiện Phiến, Hải Triều, Đức Thắng, huyện Tiên Lữ thường xuyên có xe cơ giới chở cát trọng tải lớn lưu thông. Đặc biệt, tại khu vực ngã ba nút giao từ bến vật liệu với đường 378, thường xuyên có xe trọng tải lớn chạy qua kèm theo bụi mù mịt. Để qua mắt lực lượng chức năng, các bến bãi và người điều khiển phương tiện thường lợi dụng khung giờ chiều tối ban đêm hoặc sáng sớm để hoạt động. Bên cạnh tình trạng xe trọng tải lớn thì còn nhiều bến bãi vật liệu ven đê vẫn đang hoạt động bất chấp cam kết ngưng hoạt động trong mùa mưa bão. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nhu cầu mua cát sỏi xây dựng công trình của người dân rất lớn. Mặt khác, lợi nhuận kinh doanh vật liệu xây dựng lớn, mức xử lý đối với các chủ bến bãi vi phạm quy định về đê điều, phòng chống thiên tai chưa đủ sức gian đe. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bề mặt đường đê và cơ đê trong mùa mưa bão, đề nghị cấp chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng cần có giải pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, qua 7 tháng đầu năm 2024, thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Hưng Yên tiếp tục đạt nhiều khởi sắc, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào Hưng Yên tăng mạnh. Điều này thể hiện niềm tin của nhà đầu tư với môi trường đầu tư của tỉnh, cũng như những lợi thế về vị trí, hạ tầng, nguồn nhân lực và tiềm năng phát triển lâu dài của một tỉnh nằm tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Khu công nghiệp số 3 có diện tích 160 ha
do Công ty Cổ phần Quản lý Khu công nghiệp Ecoland làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Đến hết tháng 7 năm nay đã hoàn thành 80% hạ tầng, vượt kế hoạch 6 tháng. Hạ tầng thi công nhanh cùng với lợi thế là dự án mà chủ đầu tư đã nộp tiền một lần cho toàn bộ diện tích và toàn bộ thời gian thuê đất, nên được nhiều doanh nghiệp đến thuê đất xây dựng nhà máy, trở thành khu công nghiệp thu hút dự án vào đầu tư tốt nhất từ đầu năm đến nay và phấn đấu lấp đầy ngay trong năm 2024 này. Hiện nay đã có 15 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 1.424 tỷ đồng và 136 triệu đô la đã đăng ký vào dự án và đã bàn giao tại thực địa cho 10 nhà đầu tư đạt 35 lô trên 71 lô. 7 tháng đầu năm, Hưng Yên thu hút 36 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 514 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm trước, số dự án tăng 9 và số vốn tăng 136 triệu đô la Mỹ. Cùng với đó, có 24 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 56 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, tỉnh Hưng Yên thu hút 584 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 7,61 tỷ đô la Mỹ. Đây là những con số biết nói khẳng định nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên tăng qua từng năm, năm sau cao hơn năm trước. Khu công nghiệp Thăng Long 2 đã chuẩn bị thể hiện nhiều dự án đầu tư nước ngoài hơn nữa. Công việc mở rộng giai đoạn 3 sẽ sớm được hoàn thành. Để mở rộng hơn nữa, vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, chúng tôi đã trao biên bản ghi nhớ về việc hợp tác chung để nghiên cứu dự án tiếp tục mở rộng. Tôi rất trân trọng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tạo điều kiện và cơ hội để mối quan hệ tốt giữa doanh nghiệp và Ủy ban để dự án được triển khai nhanh. Hưng Yên đã được đánh giá là một địa phương ở khu vực phía Bắc hiện tại được coi là tiềm năng nhất trong cái việc thu hút đầu tư, khi chúng ta vẫn còn diện tích, chúng ta vẫn còn những cái khu công nghiệp xanh mở. Chúng ta xây sau nhưng chúng ta lại có lợi thế là có nhiều khu công nghiệp xanh, đúng nghĩa là xanh không phải là về môi trường, xanh là trồng cây, mà xanh là ở đó có đủ điều kiện hạ tầng cho nhà ở của công nhân, cho nhà trẻ, rồi là cho một cái hệ sinh thái đầy đủ của khu công nghiệp. Hiện tỉnh Hưng Yên có 17 khu công nghiệp với diện tích 4.300 ha. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu tháng 6 vừa qua. Tỉnh Hưng Yên có 35 khu công nghiệp với diện tích trên 12.000 ha. Đây là cơ sở để thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên lập những mốc mới. Trong đó, thu hút những dự án lớn có công nghệ hiện đại đến từ các nước cũng là trọng tâm ưu tiên của tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chương trình kế hoạch của tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đổi mới phát triển giáo dục mầm non. Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 191 trường mầm non và 200 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục với gần 3.400 nhóm lớp. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt gần 47%, trẻ mẫu giáo đến trường đạt 99,6%, 100% nhóm lớp học 2 buổi một ngày, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng độ tuổi nhà trẻ còn 1,8%, độ tuổi mẫu giáo còn 1,2%. Để đổi mới và phát triển giáo dục mầm non, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành các địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển giáo dục mầm non, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, quan tâm đến các điều kiện về nước sạch, nhà vệ sinh, tường bao, sân chơi, đồ chơi. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp mầm non, phổ thông giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, đồng thời ra soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ về phát triển giáo dục mầm non, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm vụ giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn sao cho phù hợp điều kiện của tỉnh. Ra soát số biên chế được giao và số giáo viên hiện có, dự báo nhu cầu, số lượng giáo viên để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non. Còn gần một tháng trước thời điểm học sinh tựu trường, thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập trở nên sôi động. Sức mua các mặt hàng tăng từ 20 đến 30% so với tháng trước. Còn gần một tháng trước thời điểm học sinh tựu trường, thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập trở nên sôi động. Sức mua các mặt hàng này tăng từ 20 đến 30% so với tháng trước. Năm nay, giá sách và đồ dùng học tập không biến động nhiều so với năm trước. Cụ thể, giá các loại tập vở, giấy kiểm tra có giá từ 10.000 tới 15.000 đồng trên quyển, bút chì, bút bi từ 5.000 tới 18.000 đồng trên chiếc, cặp ba lô học sinh giá dao động từ 200.000 tới 450.000 đồng trên sản phẩm. Nguồn hàng dồi dào, đa dạng, các sản phẩm hàng Việt Nam chiếm ưu thế, các cửa hàng cũng đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, tặng quà để kích cầu mua sắm.
Sử dụng điện khoa học, hiệu quả, giúp tiết kiệm điện luôn là vấn đề được chính phủ và ngành điện Việt Nam khuyến khích khách hàng. Hiện nay trước tình hình nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đã có nhiều hộ gia đình có các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ một hành động nhỏ, tất cả các thiết bị điện dù là tiêu tốn điện áp ít nhất như sạc điện thoại đến loại công suất lớn như quạt, đèn chiếu sáng, khi không sử dụng đến là tắt hoặc ngắt ra khỏi nguồn điện. Làm như vậy, gia đình ông Tuấn ở khu phố Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã tiết kiệm mỗi tháng vài trăm nghìn đồng tiền điện. Với hộ gia đình chúng tôi sử dụng điện rất là tiết kiệm, các thiết bị liên quan đến điện sau khi sử dụng xong thì tôi tắt trong cái sử dụng thường xuyên hàng ngày. Ví dụ như là chúng tôi sạc điện thoại, khi điện thoại đầy thì chúng tôi tự rút các thiết bị ra. Như thế thì sẽ tiết kiệm điện rất nhiều cho điện năng sử dụng hàng ngày trong cái thời điểm cao điểm nhất định. Với cấu trúc nhà ống trong phố, áp dụng biện pháp sử dụng điều hòa cho nhiệt độ phòng đủ mát thì tắt điều hòa bật quạt cũng được gia đình ông Tuấn thực hiện. Với nhà 3 tầng, gia đình cơ bản ở tầng 2 và tầng 1 nên ông đã hạn chế để không khí ngoài trời ảnh hưởng qua việc đóng kín cửa, qua đó giữ nhiệt độ phòng khá mát mẻ, cũng giúp giảm tiêu tốn điện từ điều hòa. Gia đình ông Nguyễn Văn Tâm, trú tại tổ dân phố Phú Đa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, lại có cách sử dụng điện theo cách am hiểu kỹ thuật điện. Nguyên tắc là sử dụng đúng tính năng kỹ thuật, từ phụ tải dòng điện, dây dẫn đến thiết bị phải đảm bảo không gây quá tải tránh chập cháy. Thiết bị cũ quá, gia đình loại bỏ vì tốn điện và nguy cơ cao gây chập cháy do tuổi thọ đã tới hạn. Trang thiết bị điện phải đầu tiên phải an toàn. Automat như vậy là phải có, và hệ thống dây là phải đảm bảo dây đủ tiêu chuẩn. Và các trang thiết bị như đồ dùng, công suất là phải mua đúng hiệu và có nhãn mác. Làm sao như vậy cho hợp lý với gia đình mình, tránh như bình thường dùng to quá nó bị lãng phí. Về cái vấn đề nữa là cái thiết bị mà cũ kỹ quá, tôi bỏ đi. Cũng không nên sửa chữa nhiều. Một là an toàn, hai là như vậy nó tiêu điện. Kết quả nhờ sử dụng thiết bị điện đúng kỹ thuật và có thói quen sử dụng đồ điện khoa học và đúng cách đã giúp hộ gia đình ông Tâm và ông Tuấn, là hai trong nhiều hộ gia đình tại Hưng Yên, sử dụng điện hiệu quả, tiết giảm chi tiêu tiền điện từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng trên tháng. Cả năm cũng giảm được vài triệu đồng tiền điện, qua đó góp phần giảm bớt quá tải cục bộ nguồn điện trong tháng cao điểm nắng nóng hiện nay. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Hưng Yên về việc chỉ đạo tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên học sinh sinh viên tình nguyện năm 2024. Sáng nay, nhà thiếu nhi tỉnh đã tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu nhi U10 tỉnh Hưng Yên năm 2024. Đây là lần thứ hai giải vô địch bóng đá thiếu nhi U10 được nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Tham dự giải lần này có 8 đơn vị đăng ký tham gia, gồm 2 câu lạc bộ trung tâm bóng đá Phố Hiến 1 và 2 câu lạc bộ Phố Hiến Kids, câu lạc bộ Hưng Yên Star Football, câu lạc bộ bóng đá Hiến Nam và 3 câu lạc bộ Văn Giang Football 123. Các câu lạc bộ tham gia thi đấu ở lứa tuổi U10 được chia làm 2 bảng thi đấu tính điểm, lựa chọn các đội xuất sắc vào bán kết và chung kết. Dự kiến giải bóng đá thiếu nhi U10 tỉnh Hưng Yên sẽ kéo dài trong 3 ngày tại sân cỏ nhân tạo trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tiên Lữ vừa phối hợp với Huyện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện cứu người đợt 2 năm 2024. Để ngày hội hiến máu tình nguyện đạt kết quả cao, huyện Tiên Lữ đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn, sự cần thiết của việc hiến máu, những điều cần biết về hiến máu và vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, thương người như thể thương thân, tích cực tham gia hiến máu. Ngày hội hiến máu đợt 2 đã thu hút 250 người tham gia hiến máu. Qua 2 lần tổ chức, huyện Tiên Lữ đã có 537 người hiến máu. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.